quý vị ạ. Hôm nay lại là chiều ngày mùng 3 tháng 5. Sau một ngày thì dưới Gia Kiệm này chưa có mưa, mà trên Dốc Mơ từ nãy giờ đã mưa rồi. Mình Khánh mời quý vị lang thang với Khánh một chút. Cây cảnh mưa ở trên kia thì Khánh thấy đang mưa to kìa. Mưa từ nãy giờ tới nửa tiếng rồi, bà con đang đứng ngó quý vị này. Đang mong chờ mưa quá. Phía kia trên kia thì mưa ướt rồi, dưới này thì không có gì. Đây quý vị đi xem những người đi ngược chiều này, họ mặc áo mưa. Đó là trên đó mưa đấy. Đấy quý vị, cách nhau có một cây số thôi à. Đây, bà con ghé đây mặc áo mưa hết rồi. Trên mình thì vẫn không mưa, dưới Phúc Nhạc, Gia Yên chưa có mưa. Ở Gia Kiệm thì không có thiếu nước, ở Kim Thượng, Phúc Nhạc, Khánh thì không có thiếu nước xài. Nhưng mà cũng mong mưa cho mát quý vị, tại vì nắng nực quá ra ngoài đường. Và giờ trưa thì có thể nói là muốn ốm luôn đấy. Giờ này thì mới có hơn 3 giờ à. Đấy quý vị, cơn mưa không to nhưng mà đủ để ướt đường, đủ để mát cây mát cối ấy, quý vị. Không như dưới cái Gia Yên Phúc Nhạc nắng quá và mưa được có mấy hột đời lắc lắc à. Mưa từ trên Dốc Mơ này, gió mạnh quý vị này. Có mấy lẽ là mưa từ trên Dốc Mơ này dọc xuống mạn Phú Cường, Phú Túc ấy quý vị ạ. Khánh mấy ngày nay không dám đi quay xa, chỉ đi một chút buổi trưa về mà người cũng muốn ốm luôn đấy quý vị ơi. Thấy quý vị thấy ở đây gió nhiều này, coi như cũng vào mùa mưa rồi, gió này. Gió rồi mát mẻ lắm. Quý vị xem này, khu vực có phía nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này, cơn đen trên đỉnh luôn ở trên đấy quý vị. Ở trên này mưa xuống một chút vậy rồi gió mát lắm quý vị. Mà dưới mặt dưới kia thì còn đang nắng chang chang quý vị. Ô quý vị thấy này, mưa ướt hết sân này, mát mẻ, cây cối gió lên xanh tươi mát mẻ lắm. Có gì đó hơi lằn lặn luôn. Ngôi thánh đường giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng mới khánh thành đây quý vị này, quá đẹp luôn đấy. Gió đẹp lắm, gió và mưa mát. Hôm qua Khánh cũng nghe nói trên mạng này mưa tới cả nửa tiếng ấy quý vị ạ. Dưới Gia Kiệm thì chỉ có mấy hột, sau đó cũng được ướt đường ấy. Nhưng mà hôm nay ở đây cũng mưa cũng bây giờ vẫn còn đang rơi những hạt mưa và cũng cách đây cả nửa tiếng rồi quý vị.
khu vực này người ta vừa dừng lại hết này. Anh nhìn xa xa mưa to kia à, đấy mưa to rồi. Mưa to, mình có thể ướt luôn đấy cái gì ạ, à? Mình khăn ướt luôn rồi. Quý vị, à, hiện nay thì Gia Kiệm vẫn chưa có mưa, tức là chỗ Gia Yên Phúc Nhạc ấy vẫn đang nắng, mà trên này quý vị có thể thấy vừa giờ mình động một chút mình thấy xe qua lại đấy, mưa ướt đường đấy quý vị, có lẽ là mưa tới đây là hết quý vị này. Vậy cho nên thực ra cơn mưa đối với mùa nắng hạn thì nó rất là quý báu đối với nhiều người, nhiều gia đình, nhiều những cánh đồng với quý vị. À, nhất là gia súc cũng vậy, rồi quý vị có thể thấy những vật nuôi như là thủy sản cũng vậy đó quý quý vị. Ở đây thì cơn mưa nó đã hơn này, tới đầu con đường xong hẳn này. Quý vị ơi, mưa có tí mà chỗ này còn chim yến đấy quý vị, chim yến người ta nuôi nó bay là đen trời luôn quý vị này. Nó bay mình nhìn mình cảm thấy lạ luôn đấy quý vị ạ. Rất là nhiều luôn này. Đúng là đối với chim thì có sự gì đó thay đổi về thời tiết như vậy quý vị nhỉ. Như bên bình thường mình hay nghe nói là nó báo trước cái động đất hay cái gì ấy quý vị. Còn ở đây là mới có mưa một phát mà chim yến nó ra đây trời ấy quý vị. Không biết là trên camera quý vị nhìn thấy không, nhưng mà Khánh thấy ngoài trời mắt đây là đen kịt luôn này. Đấy quý vị, gần đây thì không có người nuôi yến lắm, nhưng mà nhiều quá luôn đấy quý vị này, nhìn đây này. Hôm nay Khánh cũng mới xem cái clip về bạn đồng nghiệp quay miền Tây ấy quý vị, ở Cà Mau có mưa mà cá nó nhảy tung tăng nó thích đấy, và thoát chết vì nắng nóng với cá nó cũng chết đấy quý vị, nó nhảy tung tăng. Còn ở đây quý vị thấy chim này, cả trên 1.000 con chim ấy quý vị ạ.
chứng tỏ là quý vị có thể thấy nắng hạn đấy, không những con người mà ngay cả những động vật đấy cũng rất là vất vả khổ sở với nắng đấy quý vị nhỉ. Mưa rất là quan trọng. Mọi khi thì được biết là cuối tháng 4 là mưa ấy, nhưng mà hôm nay là tới ngày mùng 3 tháng 5 và vẫn có những vùng chưa có mưa, vẫn đang nắng chang chang ấy. Cơn mưa có vẻ như ngưng rồi đấy quý vị. Mình quay lại đây là vùng Dốc Mơ giáp với Phú Cường, thuộc về xã Gia Tân 1 với Gia Tân 2 ấy. Bây giờ mình khánh cần lại khu vực Gia Tân 3 để quý vị xem. Như Khánh nói là không có mưa, nắng chang chang ấy, quý vị quay lại đó thử nhé, cách đây khoảng 2-3 cây số ấy. Đây quý vị, từ ngay khu vực Bạch Lâm giáp với Dốc Mơ đây cũng chẳng có hột mưa nào quý vị này. Nắng nóng lắm, nắng và bụi quý vị. Hôm qua thì Bạch Lâm cũng có được một chút mưa nhỏ nhỏ một tí, hôm nay quý vị thấy này, Dốc Mơ mưa, đây lại chẳng có hột mưa. Đây là Bạch Lâm, khu vực nhà thờ Bạch Lâm, quý vị thấy tháp chuông ở kia kìa. Từ đó mà tới khu vực nhà thờ Giai Yên ở mái dưới kia, quý vị nhìn thấy tháp chuông đang xây dựng đấy, cũng lại chẳng có mưa quý vị này, nắng nóng bụi bặm. Đi ra khí hậu nắng như vậy ấy, quý vị, nó làm cho mình dễ mệt lắm và dễ bị cảm nắng lắm quý vị ạ. Đấy quý vị nhìn đấy, từ đây trở về mạn trên kia, mạn suốt về Gia Kiệm kia, là xã Gia Kiệm kia là không có mưa rồi đấy quý vị, nắng nhất. Trên kia ban nãy thì mưa mát rượi, gió mát, ở đây thì nắng nóng. Bây giờ thì Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh tham quan một chút khung cảnh chợ Dốc Mơ buổi chiều ngày trời mưa, mưa đầu tiên xuống làng Gia Kiệm sau bao nhiêu ngày nắng nóng ấy. Ở đây quý vị thấy này, buổi chiều con đường chính đại lộ đi vào nhà thờ, hai bên bà con vẫn buôn bán. Giờ này thì chuẩn bị giờ tan tầm của công nhân đấy quý vị. Có lẽ là khi tan tầm thì bà con các cái công nhân đi làm về bằng xe máy có thể ghé vào mua cũng nhiều. Ở đây thì chợ vẫn họp từ sáng đến chiều muộn, chiều tối muộn quý vị ạ. Tới khoảng 8 giờ thì cũng bắt đầu với hết hàng rồi quý vị. Quý vị thấy này, hôm nay trời mưa và bà con cũng vẫn bày ra bán. Có những hàng rau củ quả. Rồi ở phía trong này thì Khánh thấy cũng nhiều người ở nơi khác đến bán lắm. Ở trên mạn Phú Cường, Phú Túc chẳng hạn cũng có thể xuống đây bán quý vị này. Không khí thì có một cái gì đó cũng thanh bình. Đấy, hàng cá cũng nhiều quý vị này. Ở đây bà con còn bán các loại củ quả nữa. Làng Gia Kiệm được biết là đông dân đấy quý vị, và các cái ngôi chợ thì có gì đó cũng đông, cũng đông vui hơn là những nhiều khu vực khác. Đây phía bên hông này cũng nhiều người bán. Ở đây thì Khánh thấy bán cá buổi chiều cũng vẫn có,
thịt tươi, thịt heo, thịt gì thì chắc ít rồi, nhưng mà bán cá quý vị hầu như là bán cả ngày ấy. Bên này bầu bí rồi các loại rau cũng đa số là cũng vùng địa phương họ cũng trồng được, dưa leo này, rất là nhiều loại rau củ quả. Đây là bán chả cá quý vị ạ, đậu phụ, quả chuối, mít. Phía bên hông này là con hạ đường đi vào phía trong của giáo xứ, cũng như có thể đi qua cổng hông của nhà thờ. Quý vị có thể thấy khuôn viên nhà thờ đối với vùng đông dân vậy mà khuôn viên thì rất là rộng. Nhà thờ Giấc Mơ thì cũng là một trong những sứ đạo có đầu tiên của vùng Gia Kiệm khi mà di cư từ Bắc vào Nam ấy quý vị. Giấc Mơ thì được biết là trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, trước đây cũng khu đất ở Núi Cúi cũng thuộc về đất của ngôi làng Giấc Mơ đây luôn. Quý vị thấy này, khuôn viên rất là rộng. Nhà thờ thì rất là cao, rất là to, đồ sộ. Và quý vị có thể thấy khu vực dưới đây này đang là xây sửa, đang là xây dựng, sửa chữa quý vị ạ. Đang là gọi là duy tu ấy, sau mấy chục năm xây dựng rồi. Quý vị có thể nhìn thấy phía sau khu vực tượng thánh và thánh đê đó cũng đang là được căng bạt tre để sơn phết lại. Thánh đường Giấc Mơ thì rộng quý vị nhỉ. Ngôi thánh đường được xây lâu rồi nhưng mà rất là tới nay thì vẫn là kiến trúc rất là đẹp. Khu dân cư Giấc Mơ cũng là một trong những khu dân cư lớn, có tới mười mấy ngàn giáo dân đấy quý vị. Không gian rộng lắm quý vị này. Bên này là một trong những vườn cây đám cỏ xanh mát đấy quý vị. Mưa xuống thì mai kia cỏ còn đẹp nữa. Khánh cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác và quý anh chị em mình đã xem phim nhé. Nên chúc quý vị có những phút giây thư giãn yên bình.
anh xin được ngắt phim ở đây. Anh chào tất cả quý vị luôn.